Ngày hôm nay chúng ta học cái đề tài, chúng ta lấy cái tên cái đề tài đó là cảm nhận và hạnh phúc. Thế thì trước khi chúng ta tìm hiểu sự liên hệ giữa cảm nhận và sự hạnh phúc như thế nào, thì chúng ta thử tưởng tượng lại coi cái hạnh phúc là cái gì. Tại sao tất cả mọi người đều, ai cũng đều mưu cầu là đi tìm tìm hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc đó là gì? Trước hết chúng ta phải định nghĩa hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là vật chất hay là tâm? Hay là thỏa mãn cả hai? Về vật chất thì người ta thường thường nói có tiền, có tiền cũng được. Mà không có tiền thì nó đau khổ. Không có tiền thì nó bó cái khôn, đại khái rồi đó. Tức là cái sự hạnh phúc ấy phải chăng nó do cái vật chất, đầy đủ vật chất mới có hạnh phúc. Thế thì những người giàu tỷ phú nhiều khi người ta có hạnh phúc không? Thành thử ra chúng ta phải tìm hiểu cho rõ. Hạnh phúc theo quan niệm thông thường thì người ta nói có tiền, có phương tiện, dồi dào cuộc sống. Nhưng mà theo ý nghĩa của bên Phật học á, thì hạnh phúc á, là sự khinh an nhất thời, không bị làm nô lệ cho các cái cảm xúc dục lạc. Hạnh phúc á, là một sự khinh an, tức là nhận biết tất cả những cảm thọ xảy ra ở trên thân, thân nó như thế nào, tâm nó như thế nào đều nhận biết và không dính mắc vào trong tất cả những cái cảm xúc ấy. Nếu có dính mắc thì lập tức ta làm nô lệ cho cảm thọ, và vì các cảm thọ đều sinh diệt cho nên hạnh phúc và khổ đau là hai mặt của đồng tiền, và làm cho ta lúc nào ta cũng làm nô lệ cho cái sự cảm xúc, và không bao giờ ta thỏa mãn được các cái cảm xúc ở trên thân và tâm, nó đều thay đổi. Cũng một loại cảm xúc đó nhưng mà ta cảm thọ lại khác, có khi thọ lạc thọ khổ. Thí dụ như sáng chưa ăn sáng mà kêu uống cà phê thì nó hơi khó chịu, mà ăn sáng rồi uống cà phê thì thấy nó ngon. Cũng uống cà phê là cái tương tác giữa nguồn bên ngoài và bên trong. Nhưng mà khác thời điểm và khác cái điều kiện thì cái sự hạnh phúc nó cũng được nhận định khác nhau. Cho nên sự nhận thức về hạnh phúc hoặc là đo lường về hạnh phúc nó do duyên sanh. Hạnh phúc do duyên sanh. Thí dụ như có người nào khen mình là tu học tinh tấn, mình cảm thấy có hạnh phúc. Nhưng mà nếu có người nào nói tu hoài sao không tiến bộ là cảm thấy đau khổ. Thế thì cái trạng thái mà gọi là hạnh phúc, cái đau khổ là do mình phản ứng lại, chứ nó không có dính líu tới cái chuyện mà người ta nói. Người ta nói mình tu dở hay tu giỏi nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà khổ nói cái mình phản ứng lại, và chính sự phản ứng đấy gây ra tham ái. Tất cả những sự phản ứng nơi nội thân, nơi tâm đều dẫn tới những sự chống đối trong nội tâm và dẫn tới đau khổ. Tại vì nó sanh diệt và nó không bao giờ hài lòng. Hài lòng sáng thì trưa nó không hài lòng, mà trưa hài lòng thì tối nó không hài lòng. Và lúc nào nó cũng đều thay đổi sự sanh diệt. Cho nên nói tới hạnh phúc ở đây á, nếu mà dùng cho chữ đúng á, là bình an, tức là an vui, không có dính mắc. An vui không dính mắc tới đối tượng của thân, của tâm. Những gì xảy ra ở nơi thân cũng không làm cho mình thay đổi. Những gì xảy ra ở nơi tâm cũng không làm cho mình thay đổi. Thì đó tạm gọi là hạnh phúc tạm thời. Cái thế danh á, danh chế định, tức là cái quan niệm của thế gian,
người ta đặt ra để đợi người ta gọi đó là hạnh phúc hay là khổ đau. Tự ta ta đặt tên, ta đặt tên xong rồi ta lại làm nô lệ cho cái tên đấy, bởi vì ta khởi cái ý ưa thích hay ghét. Nếu ta thích thì ta thấy hạnh phúc, mà nếu ta ghét thì ta thấy cái đau khổ. Cho nên hạnh phúc ở đây á, nếu mà nói theo nghĩa thế gian á, thì nó rất là tạm thời. Nó rất là tạm thời. Cho nên á, nếu mà mình muốn hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc thì ta phải nhìn sâu hơn một chút xíu nữa. Cái sự khinh an, sự hòa bình nó chỉ là tạm thời, nó không có vĩnh viễn. Và biết nó là tạm thời tức là nó đều có sanh diệt, và nếu nó có sanh diệt mà ta không biết thì ta đau khổ, tại vì ta ưa dính mắc tới cái các cái cảm thọ ở trên nội thân của chúng ta. Nhiều lúc quý vị nghĩ là cha tôi, mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi là đối tượng bên ngoài, nhưng mà thực sự ra chúng ta đều dính mắc tới những cái cảm xúc ở trên nội thân, những cái vui buồn dính líu tới cha mẹ hay là anh chị em, họ hàng hay vật chất. Những cái đó nó ở trên thân đó, chứ nó không phải ở ngoài. Tại vì ở ngoài á, thì cái khi nó diệt rồi, tại sao ta vẫn còn, ta vẫn còn có những cái cảm xúc đó. Người tu học luôn luôn quán chiếu thân thọ tâm pháp, thấy rất rõ thân xảy ra cái gì, biết và biết các cái tính sanh diệt ở trong cái thế giới vật chất đó. Cho nên càng mong cầu hạnh phúc chừng nào thì lại càng đau khổ chừng đó. Tại vì thực sự ra hạnh phúc không có, do mình đặt tên, rồi mình ưa thích, rồi mình chấp thủ, rồi mình làm nô lệ cho cái ý tưởng, cái khái niệm là hạnh phúc nó như thế. Mà thực sự ra hạnh phúc nó không có phải như thế. Cho nên mình sẽ rất là đau khổ. Tại vì hạnh phúc chính nó cũng thay đổi. Thế thì như thế nào gọi là hạnh phúc đây? Nếu biết rằng các hiện tượng dính líu tới hạnh phúc đều xảy ra ở nơi thân và tâm, mà nếu ta luôn luôn thường quán chiếu biết rất rõ các cái sự tạm gọi tên đó là hạnh phúc, nó đều có thay đổi, thay đổi trong từng sát na, hết vui tới buồn, hết buồn tới vui, hết hạnh phúc tới đau khổ, thì mình quán chiếu lại có tại sao mình lại bị đau khổ hay là mình được khinh an khi mà mình đối cảnh với cái hạnh phúc. Tại vì ta đặt tên nó là hạnh phúc, và ta quy ước là hạnh phúc là sướng, tức là cảm giác thọ lạc. Thọ lạc thì mới có hạnh phúc, thọ khổ làm sao có hạnh phúc. Có khi nào thọ khổ có hạnh phúc không quý vị? Bị vợ bỏ, bị ở tù, bị bệnh, rất là đau khổ thân và tâm, thì chắc chắn là không có hạnh phúc. Thế thì sự hạnh phúc nó là do duyên sinh, và nó ở trong cái đầu của chúng ta. Nếu chúng ta chấp thủ vào các cảm giác, cảm giác dục lạc, tạm gọi là cảm giác dục lạc xảy ra trên thân, trong tâm, thân và tâm, nếu đều có những cảm giác ấy, cảm thọ ấy mà ta lại chấp thủ, ta dính mắc, ta thọ lạc, thọ khổ. Thọ khổ có khi nào có hạnh phúc không quý vị? Có khi nào thọ khổ mà có hạnh phúc không? Thọ khổ có hạnh phúc chứ sao không có? Cũng có thọ khổ, cũng có loại thọ khổ hạnh phúc. Uống ly cà phê đắng nhưng mà lại ưa thích uống, phải không? Rồi cũng có nhiều người ghiền ngồi thiền á, đau là khổ gì, khổ thân, nhưng mà vẫn thấy hạnh phúc, tại vì nó giải quyết được cái vấn đề tham sân si phiền não của mình về lâu về dài. Cho nên mình có cái mục tiêu, ăn thua là cái mục tiêu của mình á, để giải quyết đối tượng, để giải quyết cái gì và mình cảm thấy hạnh phúc. Mình ngồi mình lắng xuống rất là đau nhưng mà mình lại cảm thấy hạnh phúc, là tại vì mình đang trên con đường giải phóng ra những cái ràng buộc ở nơi thân và tâm. Thế thì hạnh phúc nó tương đối thôi. Hạnh phúc là một khái niệm, mỗi một người quy định hạnh phúc một cách khác nhau, không ai giống ai hết á. Không có ai mà giống cái hạnh phúc người và hạnh phúc người, hoàn toàn đều khác biệt, cho nên nó đều tương đối.
Thứ nhất, hạnh phúc nó chỉ là tạm thời, các phản ứng của thân và tâm. Thứ nhì, nó đều có cái tánh sanh diệt, luôn luôn nó sanh diệt. Nhưng nếu chúng ta chấp thủ hạnh phúc phải như thế này, thế này, thế này, chúng ta đặt tên cho nó và chúng ta có cái thước đo, thì khi nó không được thỏa mãn các điều kiện đó, chúng ta gây ra đau khổ. Và có nhiều khi á, cái hạnh phúc đó, nó gọi là hạnh phúc vô duyên. Quý vị có khi nào nghe hạnh phúc vô duyên không? Thí dụ như bây giờ quý vị có đứa con, quý vị muốn đứa con nó học bác sĩ, mà nếu nó đi học bác sĩ thì quý vị cảm thấy hạnh phúc, mà nếu nó không đi học bác sĩ, nó đi đóng phim, quý vị buồn rầu. Mà nhiều khi đi học đóng phim nó lại còn có tiền nhiều hơn là nó làm bác sĩ. Nhưng mà cái ý của mình chấp thủ, mình nói quan niệm xã hội là phải có học thì mới được, còn nếu không học thì không được. Thành thử ra tự mình đặt ra những tiêu chuẩn và tự mình bị cái đau khổ, chứ không có ai làm cho mình đau khổ. Mình đặt ra tiêu chuẩn rồi mình không đạt được tới, hoặc là nó trái ngược lại những cái quy định ở trong não của mình là mình đau khổ. Thế thì những cái quy định mình đặt tên cho hạnh phúc nó do đâu mà có nè, có ai biết được. Do đâu mà mình đặt ra hạnh phúc như thế này, hạnh phúc như thế kia, con tôi phải như thế này, nhà tôi phải như thế kia, tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia mới gọi là hạnh phúc. Thế thì những cái tiêu chuẩn ấy, những cái mà suy tư ấy, những cái khái niệm ấy ở đâu mà có? Mình mới đẻ ra mình có đặt ra được không? Cái gì nó làm cho mình có cái đó? Có ai biết không? Hả? Tập quán là một, cảm ơn. Cái gì nữa? Giáo dục, tập quán, bạn bè, nhiều thứ lắm. Nhưng mà đại khái các môi trường bên ngoài, người ta quan tập mình, ta nói mình nghe. Bởi vậy trong bài kinh Kalama Sutra đó, Đức Phật dạy nó chớ nghe những cái gì người ta nói, chớ tin những gì người ta nói. Tại vì khi mình tin, mình chấp vào đó thì lập tức mình xây dựng lên một cái thành kiến về một cái đối tượng, một cái công thức, mà nếu không được thỏa mãn thì mình sinh ra đau khổ, nếu được thỏa mãn thì mình đã sinh hạnh phúc. Thế thì nói chung lại, bây giờ nói tóm tắt lại, chúng ta học về 12 nhân duyên chúng ta biết rồi. Hãy có xúc thì có thọ, thọ thì thọ lạc, thọ khổ. Thế thì cái hạnh phúc này chính là cái sự xúc chạm của 6 căn 6 trần, sắc thinh hương vị xúc pháp. Nếu 6 căn 6 trần được thỏa mãn thì có hạnh phúc. Nhưng mà những cái hạnh phúc do 6 căn 6 trần đều tạm bợ và nó không thật. Nó nằm ở trên não mà, nó ra hóa chất, nó ở trên não. Thế thì những cái mà chúng ta tự quy định đều là giả, vì mình bị lệ thuộc nơi phong tục tập quán, rồi là bạn bè, rồi lối sống gia đình, rồi học vấn, vân vân, rất nhiều yếu tố gọi là duyên. Cho nên cái quy định gọi là hạnh phúc thì 100 người là quy định khác nhau, không ai giống ai hết đó. Hạnh phúc khác nhau. Rồi khi đối cảnh, vì ta đã có một cái phạm trù, một cái khuôn mẫu là phải như thế mới gọi là hạnh phúc, mà khi đối cảnh ta chấp cứng nhắc vào những cái tư tưởng, những ý kiến đó, cho nên ta đau khổ. Tại vì tất cả những cái quy ước đó đều do con người tạo ra. Một là ta chấp nhận nó, hai là ta đối kháng nó. Nếu ta chấp nhận nó thì ta trở thành một trong đám đông, tức là ta cũng là thụ động, ta không có sáng tạo. Mà nếu ta đối kháng nó thì ta càng phiền não, tại vì mọi người đều như vậy mà mình không giống ai thì sao? Mình không giống ai thì giống như là kẻ điên, đúng không? Đi lạc và cảm thấy rất là khó chịu, tại vì người ta chê trách, rồi người ta không hài lòng. Tất cả những cái môi trường xung quanh đều có tác động lên những sự xúc cảm của nội thân. Thế thì hạnh phúc là gì nè? Thứ nhất, nó chỉ là cái cảm giác khinh an tạm thời giữa thân và tâm, nó tạm thời thôi chứ nó không có thật. Và cái đó do mình quy ước, chứ nó cũng không phải là có thật. Mình đặt tên nó là hạnh phúc, thế là hạnh phúc. Vào thời Đức Phật đó, có bà tỳ nữ, bà cúng dường rất là nhiều, nổi tiếng đó. Thì bà có cả chục đứa con rồi. Nhưng mà khi Đức Phật hỏi thì bà vẫn nói, nếu mà bây giờ có 100 đứa con nữa, con cũng sẵn sàng chịu.
đẻ mấy chục đứa, đẻ hơn chục đứa rồi chưa ngán, mà lại còn muốn có 100 đứa nữa. Tức là không, khi con người ta thỏa mãn những gì con người ta có thì điều đó không gọi là đau khổ. Nhưng đối với người khác, mà nếu thí dụ á, đẻ tới 10 đứa con rồi thì là ê ẩm rồi, nó không muốn đẻ nữa. Nhưng mà bà này á, 10 mấy đứa rồi, 20 đứa rồi mà vẫn nói bây giờ nếu con 100 đứa nữa con cũng sẵn sàng. Tức là coi cái đó gọi là hạnh phúc. Cho nên á, cái sự hạnh phúc nó không phải là do 100 đứa bé hay là 20 đứa mà bà thỏa mãn trong cái ký ức, trong cái não của bà. Bà nghĩ rằng như vậy là tốt, như vậy là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc do tự chúng ta xây dựng cho chúng ta một cái khái niệm, một cái phạm trù, một cái công thức, một cái thước đo. Như thế này là hạnh phúc, như thế kia là không hạnh phúc. Tự mình đặt hết, chứ nó không có giá trị thực tế. Nó là cái phản ứng về những cái cảm thọ ở trên thân và tâm. Nào, thế thì bây giờ chúng ta đã giải quyết được cái hạnh phúc. Chúng ta biết đó là do cái sự tưởng tượng, và thông qua 5 căn 6 trần rồi mình đặt tên cho cái pháp đó gọi là hạnh phúc. Rồi mình ưa thích nó, mình làm nô lệ, mà nếu được thì mình hạnh phúc, nếu không được thì mình đau khổ. Cho nên tất cả hạnh phúc đau khổ chỉ phản ứng của thân và tâm, nhất là tâm, ở trên cái đối tượng khi thông qua 5 căn 6 trần thôi, nó không có thật. Thí dụ như người ta khen mình, người ta đi mất tiêu rồi mà mình còn thích lắm, 3 ngày sau á, làm bộ á, gọi điện thoại hỏi thăm cho người ta khen nữa, không? Cái đó cũng là một cái hình thức thỏa mãn cái tương lai, thỏa mãn cái ước vọng tương lai, mong cầu hạnh phúc. Bây giờ chúng ta học tới cái tham nhẫn. Cho nên á, bây giờ nói tóm tắt lại, hạnh phúc á, là nó cũng phải vật chất mà nó cũng phải tâm. Nó là giả định, nó là do tự mình đặt ra thôi. Do cái phạm trù á, mình tự đặt ra như thế là hạnh phúc. Cho nên nó cũng phải là tâm mà nó cũng phải là thân, mà nó cũng không phải là sự phối hợp của cả hai. Nó là do tự mình quy ước, đặt tên nó là hạnh phúc. Về bản chất, hạnh phúc không có thật, tại vì nó đều sanh sanh diệt diệt. Hạnh phúc rồi khổ đau rồi hạnh phúc. Cũng mình đặt tên là khổ đau, cũng mình đặt tên là hạnh phúc, chứ hạnh phúc khổ đau không có thật. Cái thứ nhì, tham nhẫn. Thế nào gọi là tham nhẫn? Tham nhẫn có nghĩa là thường thường người ta nói con tham nhẫn, ai mắng chửi con cũng chịu đựng được. Thế bây giờ hỏi quý vị về chữ tham nhẫn là gì? Quý vị hiểu như thế nào về tham nhẫn? Quý vị hiểu như thế nào về tham nhẫn? Rồi, xa thú, tròn đầm vào tay đi quý vị. Tức là ta nhận biết các sự cảm xúc trên nội thân mà ta không phản ứng, đó gọi là kham nhẫn. Chứ không phải chịu đựng, nghe người ta chửi rồi nó thôi còn nhìn, nhưng mà trong lòng nó bực bội, cái đó cũng là buồn phiền, phiền não. Mà trong cái trạng thái mình nó đè nén xuống thì đó là cái cảm thọ ở trên thân nó vẫn còn đó thôi. Cho nên á, cái kham nhẫn nó dính líu tới nhận thức. Phải có nhận thức, mà muốn có nhận thức cho đúng thì sao quý vị? Làm sao có nhận thức đúng? Phải có trạch giác chi ở trong thất bồ đề phần, phải có chánh kiến, chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ, cái đấy như thế nó tạo ra những cái cảm xúc ở trên thân. Cho nên tham nhẫn đòi hỏi phải có nhận thức đối cảnh. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi là nó đều nảy sinh ra cái sự rung động. Mà tham nhẫn tức là nhận thức thôi chứ mình không làm gì được. Nó rung mà. Thí dụ như mình nhìn cái đĩa đồ ăn là mình có nhìn cái nó có cảm xúc liền. Xúc thực, thức thực, tư đoạn thực, tư niệm thực, nó dính nó nhảy vô liền. Nhất là thức thực nữa, ăn cái món đã biết ngon rồi, bây giờ nhìn thấy là ưa thích thôi. Thế thì ngay lập tức ta phải nhận thức khi đối cảnh. Mà muốn có nhận thức khi đối cảnh thì làm sao mà có được cái đó quý vị? Phải huấn tập thôi. Không thể nào mà mình tự nhiên mình có được. Mình phải huấn tập.
ngồi thiền, nhận biết các cảm xúc từ đầu tới chân. Đi thiền, nhận biết các cảm xúc khi ở chân nhấc lên, đạp xuống, nóng lạnh, đều phải biết, nhanh chậm đều phải biết. Hơi thở vào, hơi thở ra, đều phải nhận biết. Bây giờ nói tóm tắt này, tham nhẫn là phải có nhận thức về đối cảnh. Nếu không có đối cảnh, nó không có, không cần tham nhẫn, có cái gì đụng chạm đâu. Phải có âm thanh, phải có ánh sáng. Thí dụ người ta bây giờ mình đang ngồi thiền, ở phía đằng sau hàng xóm, nó hát karaoke hay là nó làm cái đám ma. Mình có buồn không? Mình có phiền não không? Nếu phiền não tức là mình bị nó tấn công. Thực sự ra đó, mình làm phiền não nó. Tại vì cái âm thanh là âm thanh hà cớ gì mà mình khởi tâm phiền não. Cho nên nhận thức đúng đắn về đối cảnh, khi đối cảnh thì phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm. Chánh niệm biết rất rõ ta đang đứng ở đâu, ta phản ứng hay ta không phản ứng. Cái nguồn thì nó chỉ là âm thanh, nó là rung động thôi, nó tới tai, tới mắt thì chứ đâu có đi vào não được. Nhưng mà phiền não trong não thì lại có. Và phiền não tăng hay thì phiền não giảm đều lệ thuộc nơi sự tu tập của ta. Nếu ta tu tập huân tu liên tục thì ngay cái lúc mà đối cảnh ta nhận thức, ta biết biết nó là giả và biết đó chỉ là cảm thọ, đó chỉ là sanh diệt, thọ lạc thọ khổ thôi, nó không có gì hết, thì đương nhiên ta buông được rất dễ dàng. Cho nên nhận thức đứng đầu ở trong kham nhẫn. Trong kham nhẫn phải có nhận thức, nếu không có nhận thức thì không thể nào kham nhẫn nổi. Thứ nhì, phải nhận biết sự cảm thọ ở trên thân. Trên tâm, cảm thọ đó, loại gì đều phải nhận biết. Cái thứ ba, sau khi ta nhận biết đang đối cảnh, nó nảy sinh, và ta biết rằng hễ ta phản ứng thì lập tức sinh ra tham ái. Mà có tham ái lập tức có ngã, có ngã thì có đau khổ. Cho nên ta nhận biết mà ta không phản ứng. Nhận biết đây là tiếng rung, chỉ cần nhận biết đây là tiếng động hay là âm thanh hay là khó chịu, nhưng mà không đặt hay không nên đặt tên nữa. Tại vì hễ đặt tên thì lập tức ta nói tiếng con chó thì ghét, tiếng con mèo lại thích, tiếng chim thì lại thích, mà tiếng gió thì lại không ưa, hay là tiếng tiếng con sáo thì mình thích, mà tiếng kèn đám ma thì mình lại không ưa. Tất cả đều vô, tại vì nó chỉ là cái chùm âm thanh thôi, nó đâu có ảnh hưởng gì tới mình. Cho nên sự nhận thức phải có được huân tu qua trạch giác chi, chánh kiến, chánh tư duy, mình mới có thể thấu đáo được, hiểu biết rất rõ. Ngay cả như sự nhận thức của mình, nó cũng có cái tính sanh diệt nữa. Lúc này nó nhận thức sai, lúc khác nó nhận thức đúng. Cho nên không chấp thủ vào các phản ứng. Nếu mình chấp thủ vào các phản ứng, kể cả sự nhận biết, mình chấp thủ rằng mình đã nhận biết là mình cũng kẹt nữa. Tôi nói nó là hạnh phúc mà bây giờ người ta nói nó là đau khổ đâu có được, phải không? Mình chấp thủ vào cái phản ứng của mình thì lập tức có cái ngã. Mẹ có cái ngã thì là có phiền não ngay thôi. Nếu có ngã là có thân kiến hoài nghi giới cấm thủ trạo cử hôn trầm phiền não đã sanh ra. Cho nên không chấp thủ, mà không chấp thủ thì không phản ứng. Mà nếu không phản ứng, hễ có xúc có thọ mà không phản ứng thì không sanh ra tham ái, không có phát sinh cái ngã. Cho nên kham nhẫn là một pháp tu để hủy diệt cái ngã. Càng kham nhẫn chừng nào thì lâu ngày rồi sẽ nhận thức được rằng tất cả chỉ là những sự rung động của cái cảm thọ mà thôi. Mình phản ứng với cảm thọ mới sinh ra tham ái, mới sinh ra ngã. Nay nếu ta không phản ứng thì ta đâu có dính mắc gì tới cái ngã nữa, thì tự nhiên nó thông dong, ai chửi cũng cũng thế thôi. Ngài Angulima là một cái trường hợp rất là đặc thù nổi tiếng. Ngài
Quý vị còn nhớ không? Ngài giết 999 người. Vì ông sư phụ của Ngài nói giết đủ 1000 người là dạy cho cái phép tu chứng A-la-hán, cho nên giết 999 người. Rồi khi Ngài gặp Đức Phật thì Đức Phật hóa độ cho ông được và cho vào gia nhập tăng đoàn. Ngài tu Ngài chứng A-la-hán. Thế thì Ngài làm sao tu chứng A-la-hán? Tại vì Ngài giết người, thành thử ra khi lúc Ngài ôm bình bát đi khất thực, người ta chửi mắng, người ta ném đá, chảy máu, rồi đánh đập, nhục mạ. Lúc bấy giờ đó thì Ngài buồn. Buồn là tâm gì quý vị? Sân, xà, lũ. Cho đồng vỡ tay đi quý vị. Càng giỏi quá ha. Tức là khi nổi sân thì về mới mét với Phật, nói con nó bây giờ con tu rồi mà sao người ta cứ ném đá, người ta mắng chửi con hoài, con buồn quá. Đức Phật mới nói, nếu nhà ngươi không khởi tâm hoan hỷ thì cái quả nhà ngươi giết 999 người nó sẽ còn phải trả thôi. Có thể là sinh ra 999 kiếp nữa để mà trả. Ngài nghe như vậy sợ quá. Nếu ta không kham nhẫn, ta không khởi tâm hoan hỷ để mà ta trả nợ, thì ta sanh ra 999 kiếp nữa để cho người ta giết để bù lại. Ông sợ quá và ông nói không, thôi kiếp này giải quyết nó luôn. Khi người ta mắng chửi, ta ném đá, Ngài lại hoan hỷ. Giống như nhiều lần sư nói quý vị đó, con cảm ơn chư vị, quý vị đã giúp cho con trả được cái nghiệp. Ta đánh mình ta, giúp cho mình trả nghiệp nhanh thì mình khỏi phải sanh 999 kiếp nữa, trả liền. Nói vậy thôi chứ mai mốt mà ai đánh quý vị chạy chứ đừng có đứng đó mà nói con trả nghiệp, nó đánh cho bể đầu á. Không, đánh đi chạy. Đứng ở đây nghe sư tâm nói hoan hỷ nó ném đá cho bể đầu á. Đừng có dài dột được. Thế thì Ngài rất là hoan hỷ. Và vì cái tâm hoan hỷ đó cho nên nó chuyển hóa cái phiền não. Cái sự mầu nhiệm ở đây nè, quý vị nên nhớ, khi kham nhẫn với một cái tâm hoan hỷ, có một cái trí tuệ biết rất rõ nhân quả, tin sâu vào nhân quả, thì đó là cái tâm hoan hỷ. Mà khi cái tâm hoan hỷ rồi, nó chuyển hóa cái năng lượng sân, năng lượng phiền não ở chính mình á, mình phiền não nó chuyển hóa ra tâm hoan hỷ. Và vì tâm hoan hỷ đó, cảnh mình không có bị lệ thuộc. Và một điều rất quan trọng, Đức Phật dạy trong tất cả các bộ kinh, người chết mà cái tâm hoan hỷ thì tệ lắm là cũng là sanh thiên. Đấy. Có cái trường hợp một cái cô con gái đó tới gặp Đức Phật, hỏi Ngài Cụ Đàm, làm ơn xem giùm bố con với cậu con, hai người chết rồi ở đâu? Đức Phật nói hai người đều sanh thiên. Cô con gái cãi, nói con không có tin. Tại vì bố con ông giữ giới, ông ăn chay, rồi ông tu hành, ông làm đủ mọi thứ hết, thì ông sanh thiên là hợp lý. Còn cậu của con á, gái gỗng cờ bạc rượu chè đủ thứ, mà tại sao sanh thiên được? Đức Phật nói nhà ngươi không có hiểu đâu. Tại vì cái tâm hoan hỷ sau khi nghe chánh pháp nó buông hết, nó hoan hỷ vì được nghe chánh pháp. Và chỉ cần cái tâm hoan hỷ khi nghe chánh pháp thôi cũng đã sanh thiên rồi. Tại sao vậy quý vị? Quý vị có biết tại sao mà cái tâm được hoan hỷ khi nghe chánh pháp, mặc dù có tội, mặc dù có phạm lỗi, vẫn được sanh thiên, tại sao vậy? Quý vị hiểu không? Cái chỗ này mới là kham nhẫn nè, cốt lõi của kham nhẫn. Tại sao? Tức là chưa có trạch giác chi, phải không? Chưa có chánh tư duy. Tại vì các pháp đều do tâm, vạn pháp do duyên sinh và duyên diệt vạn pháp diệt, duyên diệt vạn pháp diệt. Thế thì cái tội là một duyên, cái tội là một pháp, mà các pháp đều do duyên sinh, tức là vì mê, vì là không thấy rõ được thiện ác cho nên tạo ra cái lỗi rồi cấn rứt, nó nằm ở trong tâm hết. Mà nay khi tâm hoan hỷ nó đến, tức là nó chuyển hóa cái năng lượng sân nó thành năng lượng từ, chuyển hóa thành trí tuệ, tức là nhận rõ ràng các thứ đó là giả như đám mây ấy thôi.
Mà khi nhận rõ được rồi, cái tâm nó hoan hỷ, thì nó chuyển hóa cái năng lượng thô thành năng lượng tế, năng lượng xấu thành năng lượng tốt. Cho nên mình đặt tên nó là pháp bất thiện, chứ nó không phải là pháp bất thiện đâu. Nó là do duyên sanh. Mà khi có trí tuệ rồi thì thấy rất rõ duyên sanh là giả, như bóng trần dưới đáy nước, nhìn thấy vậy thôi chứ nó không có thật. Đám mây, bây giờ quý vị thấy đám mây, quý vị tưởng là nó tụ lại một đám có, tại vì cái duyên nó đủ rồi nó tụ lại. Mà hết duyên rồi tự động nó tan. Vô minh và minh nó cũng như là bóng đèn vậy thôi. Mở đèn lên thì nó sáng, thì gọi là minh. Mà tắt đèn đi thì gọi là vô minh. Thế thì tội lỗi cũng vậy. Tội lỗi do tâm. Mình đặt tên nó là tội, đặt tên nó là pháp bất thiện, rồi mình làm, rồi mình thích thú trong đấy, thì mình gọi là lỗi. Nhưng mà nay đó, mình có trí tuệ, mình nhận biết, thì các pháp chẳng qua nó chỉ là do duyên sinh. Và duyên thì trùng trùng duyên khởi, làm sao biết cái đầu cái cuối. Bây giờ thí dụ như quý vị nói sữa, lấy hộp sữa ra, sữa trong đó có nước nè, có các cái chất này chất kia đủ thứ mới tạo ra thành sữa. Bây giờ lấy cái ra, rồi phân ra nó lại càng nhiều duyên mới cấu tạo nên được một cái duyên đó. Nhiều duyên cấu tạo nên một duyên, nhiều duyên cấu tạo nên một duyên. Thế thì ngay bản chất cái sữa nó cũng đã là vô số duyên, và trong những cái duyên đó nó lại còn nối tiếp những cái duyên khác nữa, trùng trùng duyên khởi, không thể nào biết được. Mà duyên diệt thì các pháp diệt thôi. Bây giờ thấy tướng mạo như vậy, nó chỉ qua hơi thở, đứt hơi thở là chấm hết. Nhưng mà hơi thở là một duyên, thế thì trong hơi thở nó lại có cái gì nữa? Nào oxy, rồi nào đủ các thứ chất mình hít thở vào, rồi nó chạy luân chuyển trong cơ thể như thế nào, nó duyên mà. Cho nên hãy nói tới duyên thì nó đều là huyễn, tại nó không thật. Bản chất của mình á, mình nhìn thấy tứ đài đất nước gió lửa, thấy có tay, có đầu, mặt, tay, chân. Nhưng mà nó là đất nước gió lửa, nó quy tụ lại thôi. Mình quán chiếu cho kỹ thì mình thấy ngay trong đất nước gió lửa nó cũng do những cái duyên khác, chứ nó không phải tự nó mà gọi đất nước gió lửa. Cho nên khi mình hoan hỷ thì lập tức á, còn đứt cái duyên này, duyên diệt, các pháp diệt. Cho nên trong kinh Nhật Tụng có một câu: tội từ tâm khởi tâm sám, tình rồi tội liền tiêu, thảy đều không. Tội tiêu tâm tịch, tâm nó tịch rồi thì tội tiêu. Tại vì các cái tội lỗi đều do duyên sanh. Mình đặt tên nó là tội, đặt tên là thiện là ác, rồi mình dính mắc vào đấy. Bây giờ nói rõ hơn nữa, như ví dụ như này, ở trong xã hội giết một người thì gọi là gì quý vị? Nếu mà phạm tội giết một người gọi là gì? Giết người sát nhân. Giết một người là sát nhân. Thì theo thông lệ, ví dụ như ở Việt Nam giết một người thì ở tù bao lâu? 20 năm, 30 năm phải không? Hay là chung thân. Nhưng mà có những trường hợp ta giết 1 triệu người ta là anh hùng. Giết một người là sát nhân, giết 1 triệu người là anh hùng. Tức là mình đặt tên thôi. Cái khái niệm phạm trù hay là phản ứng của mình đối với cái chuyện mà sát nhân là tùy theo chỗ mình đứng. Nếu mình là người thường, giết một người thì mình ở tù chung thân. Nhưng nếu mà mình ở trong cái vị trí nào đó mà được phép giết người, giết cả triệu người thì là được ca tụng là anh hùng. Cho nên những khái niệm ấy hoàn toàn là dân chế định, tự mình đặt ra, rồi tự mình có sự xúc cảm dính mắc vào đấy. Nếu ác nhân thì quý vị thấy sao? Buồn phải không? Nếu là anh hùng thì thấy sao? Sung sướng phải không? Giết người mà vẫn sung sướng, giết 1 triệu người vẫn sung sướng, mà giết 1 người vẫn buồn rầu. Thế thì khái niệm mà gọi là buồn rầu hay là tội hay là phước hay là bất thiện hay là thiện là do dân chế định, mình đặt ra thôi. Mà hết mình phản ứng, mình dính mắc thì mình bị đau khổ. Rất đơn giản vậy thôi. Cho nên tham nhẫn, thứ nhất có sự nhận thức khi đối cảnh, mình phải biết rõ khi đối cảnh nó va chạm nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, 6 trần mình đều phải có nhận thức. Thứ nhì, sự nhận của mình lúc nào nó cũng phải liên tục,
À, tại vì mình biết các cái pháp đó đều sanh diệt. Mà chính ngay như cái sự đặt tên cái pháp đó cũng là sanh diệt, tại vì nó ảnh hưởng nơi cảm thọ nơi thân. Cái thứ ba là mình không phản ứng nơi sự chấp thủ. Khi mình đặt tên rồi cái là hạnh phúc, nhưng mà mình biết là các pháp do duyên sanh duyên diệt, cho nên mình không chấp thủ vào các cái phản ứng của nội thân. Và vì không chấp thủ cho nên á, mình không có dính mắc. Quan dính mắc, đặt tên rồi dính vào đấy, nó như thế là tốt, như thế là xấu, như thế là thiện, như thế là ác. Bây giờ đó có nhiều vị nói với sư, nói ráng tu để chứng A La Hán, như vậy tức là còn có cái quả vị mình muốn dính vào đó, nhưng nó sẽ đau khổ thôi. Tại vì quả A La Hán là gì? Có ai biết quả A La Hán là gì không? Là không còn cái gì nữa, tức là buông hết. Chứ không phải là có một cái A La Hán là mình leo lên đó mình ngồi. Nó không phải là mình tu mình leo lên đó, mình buông tham sân si thì là A La Hán thôi. Còn tham, còn sân, còn si thì là còn là người hay là súc sanh, A-tu-la. Nếu mình buông được hết, trống rỗng hết, không còn cái gì thì đó gọi là A-la-hán. A-la-hán là không còn dính mắc, ngay cả như khái niệm rằng á, tôi đã buông cũng bỏ nữa, thì nó mới gọi là A-la-hán. Đức Phật gọi là gánh nặng đã đặt xuống, phạm hạnh đã tròn. Đấy, rất đơn giản vậy thôi. Tức là nếu chúng ta buông được ít thì chúng ta chứng ít, thì chúng ta chứng nhiều. Mà đẹp A-la-hán là như thế này, mà là như thế kia, ráng tu để chứng A-la-hán là lại thêm gánh nặng. Giống như ông Angulima đi chết mong cầu rằng sau khi giết đủ 1000, sư phụ mình sẽ dạy cho mình phép tu chứng A-la-hán. Tức là cái gì đấy gọi là tên A-la-hán. Cho nên khi mình tham nhẫn, mà nếu mình đặt tên đối cảnh là lập tức mình có nhân có ngã, là mình còn đau khổ. Mình chỉ cần buông thôi, nhận thức biết rằng đây là sự cảm thọ, đây là không thật, phải buông cái không thật, không dính mắc tới cái bóng trần dưới đây nước. Bóng trần dưới đây nước thấy cứ vớt hoài là đau khổ thôi. Thế thì nay chúng ta biết hạnh phúc, tham nhẫn, tất cả đều chỉ là danh chế định và đều là cảm thọ ở trên thân. Cái thứ ba, làm sao chúng ta tham nhẫn và hạnh phúc? Tham nhẫn sẽ dẫn tới hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Nhưng chúng ta phải tham nhẫn như thế nào để có được hạnh phúc? Tham nhẫn như thế nào mới được hạnh phúc? Thí dụ người ta chửi mình, thôi sư tâm nói tham nhẫn đi, tham nhẫn đi, con giận lắm á, nhưng mà có điều á là con nghe lời sư con tham nhẫn, như vậy có phải là hạnh phúc không? Nó buồn rầu, nó tức tối, được không được chứ sao? Nơi cái ý nghĩa nội dung của cái lời người ta nói, mà tán này ngay cái sự cảm xúc rung động trên thân, nó rung, mình thấy nó rung, khó chịu, biết nó khó chịu, mà mình đã huân tập hàng ngày rồi. Từ đầu tới chân thở vào đều thấy những sự rung động cảm xúc, từ chân lên trên đầu thở ra cũng thấy các sự cảm xúc đều thấy rất rõ. Lâu ngày nó thuần thục, tiếng khen tiếng chê, được mất hơn thua ở trên đời, tám ngọn gió đời, nó không làm cho mình ảnh hưởng nữa, nó không làm cho mình rung động, và mình cũng không chấp thủ nơi đó. Nếu không chấp thủ nơi đó thì không có cái ngã. Không có cái ngã thì thứ nhất là mình nhận biết được cảm thọ. Quan trọng là nhận biết được cảm thọ. Thứ nhì là tham nhẫn đối với cảm thọ. Mình đã nhận biết mặt mũi nó rồi, mình biết nó là giả, nó là duyên sanh. Vì có cái này, có cái kia tôi mới có cảm thọ. Người ta mắng chửi, nó mới cảm thấy khó chịu. Hay là nhìn con mắt, nhìn thấy khó chịu, là phải có con mắt thấy, sáu căn sáu trần. Hoặc là tai nghe, sáu căn sáu trần. Nếu không có tiếng âm thanh, mà nếu thí dụ như ở trong cái thức của mình không có nữa thì mình càng không biết. Sư nhiều lần sư nói đó, thí dụ sư mắng chửi quý vị mà mắng bằng cái tiếng Pháp hay tiếng Pali, quý vị không biết, thì đâu có giận, đâu có buồn. Mà nói bằng tiếng Việt mà dẫu nói nhẹ nhàng thôi, nghe nó cũng mệt mỏi quá. Sư ở đây sư thấy có kinh nghiệm, có người rồi sư nói nhẹ nhàng bỏ ăn luôn. Nói tôi không ăn, không ăn. Tội nghiệp dễ sao vậy đó, phản ứng
tức là gây ra phiền não. Cho nên cảm thọ nó đi với kham nhẫn, và kham nhẫn đi tới hạnh phúc. Nếu kham nhẫn nhận biết đó chỉ là cảm thọ, đó là vô thường, cả cảm thọ đều do duyên sanh duyên diệt. Cái câu châm ngôn quý vị luôn luôn nhớ là các pháp do duyên sanh và duyên diệt các pháp diệt. Nhớ như vậy thì sẽ thành tựu. Các pháp đều do duyên sanh duyên diệt, cho nên ta không lệ thuộc nơi cảm thọ, kham nhẫn không lệ thuộc nơi cảm thọ, kham nhẫn không chấp thủ nơi cảm thọ, nhận biết nơi cảm thọ, thì lập tức mình biết cảm thọ chỉ là giả. Và nếu nhận biết được cảm thọ chỉ là giả, thì bằng trí tuệ ta chuyển hóa cảm thọ, chấm dứt ở đó, không để cho nó chuyển hóa thành tham ái. Nó ưa thích lắm, vì có cái ngã cho nên nó phản ứng, mà hễ nó phản ứng thì sinh ra đau khổ, không phản ứng thì chính là hạnh phúc. Chứ không phải là mong cầu một cái đối nghịch, mới đối nghịch của đau khổ là hạnh phúc, không phải. Đối nghịch của đau khổ là hạnh phúc, là danh chế định, tức là hai cái đối đãi. Mình tạm thời mình mượn để mình nói vậy thôi, thực sự nó không có. Hạnh phúc cũng là mình đặt tên, đau khổ cũng mình đặt tên, rồi mình chấp thủ ở đó, mình dính mắc vào đó. Bởi vậy trong kinh kinh tụng hàng ngày đó nói tội từ tâm khởi đem tâm sám, tức là các cái phiền não nó đều sinh ra từ nơi những sự cảm xúc mà mình không chịu suy tư. Cho nên khi quý vị tu á, quý vị phải văn tư tu, đọc sách. Đọc sách xong á, hãy nghe, suy nghĩ. Đọc xong rồi suy nghĩ, hay là nghe xong rồi suy nghĩ. Suy nghĩ coi nó, không phải suy nghĩ cái nội dung, đừng suy nghĩ nội dung, vô ích. Tại nội dung mỗi lúc mỗi khác. Suy nghĩ nghe cảm xúc của mình á, khi mình nghe xong cảm xúc như thế nào, mình tìm hiểu được sự cảm xúc ấy thì trí tuệ phát sinh. Tại vì nó không còn tham ái trong đấy. Chạy theo cái nội dung là mình bị chìm đắm ở trong cái sự cảm xúc mà mình không biết. Rồi mình vẽ ra thêm, đây là khổ, đây là hạnh phúc. Thế mình á, cái phản ứng của con người mình luôn luôn cũng làm vậy. Hễ thấy hạnh phúc là muốn chạy theo hạnh phúc, và thấy khổ là tránh né khổ. Cả hai trạng thái đều hoặc thực sự không có cái khổ, không có cái hạnh phúc. Cho nên chỉ cần quan sát kỹ, phải có tư duy quan sát, ngưng lại, không chạy theo. Cho nên quý vị thấy ở trong lớp thiền á, khi quý vị mà sắp sửa mãn thiền á, có cái hoặc là sáng sớm tụng kinh á, có cái 5 phút, không phải, xin lỗi, không phải 5 phút, 4 phút 30 giây, cái bài cuối cùng á, không chấp thủ, hãy ngừng lại, hãy dừng lại, hãy dừng lại. Đã lăn trôi trong vô lượng kiếp, trong luân hồi sinh tử, bây giờ phải dừng lại. Dừng đó là dừng cái gì? Dừng sự phản ứng của xúc cảm. Khi mình có xúc cảm thì mình cứ tiếp tục chạy theo nó. Chạy theo nó, tại vì một là nó là hạnh phúc, mình đặt tên. Hai là đau khổ. Né hoặc là kéo thêm đều là trạng thái ham và sân. Nay tức là ham sân nữa, là chứng A La Hán thôi. Không tham không sân thì không si, không tham sân không si thì chấm dứt khổ đau. Mà muốn vậy thì cứ phải văn tư tu, nghe giảng xong phải suy nghĩ. Suy nghĩ là hành trì, hành trì rồi mới cảm xúc vào trên nội thân, rồi mới biết cách để mà chế ngự nó. Cho nên sự chuyển hóa của khổ đau thành hạnh phúc hay hạnh phúc thành khổ đau đều chỉ nơi sự nhận biết. Nếu huân tu nơi sự nhận biết mà không dính mắc thì đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó là tự mình đặt tên thôi. Cái quan trọng tiêu cái ngã, ý thức về ngã. Mà nếu mình còn có ngã thì còn đau khổ. Mà hãy mình nhận thức được rất rõ, tất cả hạnh phúc hay khổ đau chẳng qua chỉ là phản ứng của nội tâm chống lại những sự cảm xúc nơi cảm thọ ở trên thân và tâm, thì mình đâu còn tham ái nữa. Đâu có ai mà tham mấy cái bóng trăng. Bóng trăng nó giả thôi, tại vì nó đó rồi nó mất. Lúc này mình vui, lúc khác mình buồn. Và nhiều khi cũng trong trường hợp đó, có lúc thì mình buồn, có lúc thì mình vui, có lúc thì hạnh phúc, có lúc thì mình khổ. Cũng bối cảnh đó thôi. Thí dụ sáng sớm ra, mới thức dậy,
Mà bây giờ đó, mình uống ly cà phê lúc sáng sớm thì mình cảm thấy là cực hình. Nhưng mà ăn uống xong tỉnh táo rồi, ngồi thông dong, uống ly cà phê, thấy nó sung sướng. Thế thì nó khác bối cảnh, tại mình đặt tên và mình bị lệ thuộc nơi các cảm thọ, phản ứng lại nơi các cảm thọ, tạo nên cái hạnh phúc, cái sự nhận biết về hạnh phúc hay là khổ đau. Thế thì tham nhẫn là gì? Tham nhẫn là nhận biết. Chỉ cần nhận biết thôi. Nhận biết đây là phản ứng của thân và tâm. Cho nên mới nói là tội từ tâm khởi đem tâm sám, mà tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Thế mình nhận biết cái gì để mà mình thoát ra khỏi cái đau khổ hạnh phúc này? Mình không còn chấp đau khổ, không còn chấp hạnh phúc nữa. Tại vì hễ ta chấp nó là đau khổ thì lập tức ta mong cầu hạnh phúc, ta đi tìm cái hạnh phúc. Nếu đi tìm hạnh phúc không được thì ta lại đau khổ. Toàn là cảm thọ không à, thọ lạc thọ khổ. Thế thì cách nào để chúng ta giải quyết cái vấn đề mà hạnh phúc cái khổ đau này với cái tham nhẫn? Tham nhẫn như thế nào để mà ta có thể giải quyết được vấn đề khổ đau hay là hạnh phúc? Quý vị nghĩ giải quyết như thế nào đây? Tham nhẫn như thế nào? Rất đơn giản lắm. Luôn luôn quán các pháp do duyên sanh. Khổ đau cũng do duyên. Nó đâu phải tự nhiên nó khổ đau, nó phải có duyên. Hạnh phúc cũng do duyên. Mà nếu khổ đau hạnh phúc do duyên thì trí tuệ nhận biết về cái đó cũng do duyên. Vì có cái duyên đó mình mới khởi lên cái tâm, cái ý định là mình quan sát cái sự khổ đau với sự hạnh phúc. Rồi khi mình quan sát mình thấy mình có dính mắc hay không cũng là một loại trí tuệ, cũng do duyên sinh. Đâu có ai tự nhiên ngồi mà quan sát coi mình hạnh phúc hay là khổ đau, phải không? Nó có cái duyên. Ngay nếu mình có tu tập thì mình nhận biết bằng cái trí tuệ. Và cái quan trọng là không chấp thủ. Tham nhẫn mà không tham nhẫn, tại vì mình biết mình là do duyên sanh. Các cảm xúc về hạnh phúc khổ đau, phiên dịch về cảm xúc về hạnh phúc khổ đau, dính mắc về hạnh phúc hay là khổ đau đều xảy ra trên nội thân và tùy theo cái mức độ tu tập của mình, tức là theo duyên. Khi mình nhận thức như vậy, mình huân tập như vậy rồi, mình không có dính mắc nữa, mình thông dong thôi. Và nếu mình thông dong, mình không dính mắc thì coi như mình vượt ra khỏi các sự khổ đau hay hạnh phúc. Mà hễ vượt ra khỏi sự khổ đau hạnh phúc theo danh chế định thì nó là cái gì quý vị? Không, rỗng rang hết, nó không có còn dính mắc cái gì nữa. Thì cũng không có cái đau khổ dính tới, mà cũng không có hạnh phúc dính tới nữa. Không có còn dính mắc vào danh chế định, không còn đặt tên nữa, không chạy theo, không đặt tên, không mong cầu. Thì tham nhẫn mà như không tham nhẫn. Thí dụ bây giờ có một người mắng mình, mà khi mình hiểu được các pháp do duyên sanh thì mình quán liền, biết đâu kiếp trước mình đã mắng người ta. Thứ gì biết đâu mình có cái sai để nó mắng. Cái thứ ba, nếu không có cái gì mà tự nhiên nó chửi mình rồi mình lại phản ứng lại, tức là mình đã tiếp nối quan trái, để rồi kiếp sau hay lúc khác mình phải quay trở lại để đối phó với nó, như vậy mình đó là càng dở. Thì ngay chỗ đó cái tham nhẫn nó phát sinh ra trí tuệ. Sự tham nhẫn phát sinh ra trí tuệ do sự tu tập sẽ tiếp tục đưa vào trong cái thức và hỗ trợ cho mình để mình nhận diện được các cái tiến trình sinh hoạt của tâm. Và khi mình hiểu được rõ như vậy rồi, mình không có dính mắc nữa thì cái ngã nó bị triệt tiêu. Tham nhẫn có trí tuệ, ngã triệt tiêu. Mà ngã triệt tiêu rồi thì phiền não không còn. Rất đơn giản vậy thôi. Hơi khó phải không quý vị? Bài vở khô khan, nhưng mà rất quan trọng trong pháp hành. Khi mình ngồi thiền, chúng ta sẽ thấy các cảm giác ở trên thân nó khó chịu hay là nó hoan hỷ. Quý vị thử trải nghiệm đi. Thở vào từ trên đầu xuống dưới chân, ta thấy những cái lăn tăn, gọi là lăn tăn thôi, sensation thôi. Nhưng mà khi quán chiếu nó, có những cái lăn tăn mình nó hạnh phúc, có những cái lăn tăn mình khó chịu. Có những cái gọi là hạnh phúc, có những cái gọi là khổ đau. Chứ không phải cái nào ngứa ngáy cũng giống nhau. 30 phút đầu, nếu mà quán chiếu thấy nó lăn tăn thì thân nó chưa đau, thì cái sự quán chiếu nhận biết về những đối tượng xảy ra trên thân đều là hạnh phúc. Sướng quá, tôi nhận biết
Thấy nó ngứa, thấy nó nhột, thấy nó lăn tăn. Nhưng mà tới phút 50, cái đau nó trào lên, nó dâng lên. Thì lúc bây giờ bất kể là trí tuệ cái kiểu gì cũng thấy là cực cực khổ, chứ không có thấy là hạnh phúc nữa. Mặc dù thở vào vẫn nhận biết các lăn tăn, nhưng mà nó lại kèm theo cái đau, đau đầu gối, đau mông, đau lưng. Thì lúc bây giờ đó, nó chiếm hữu cái thân xác của mình. Mình phản ứng trong điều kiện khác cũng như vậy, nhưng mình phản ứng trong điều kiện gọi là khổ đau, tại mình đặt tên đó là đau khổ. Chỉ có vân tu thôi những khái niệm về hạnh phúc, khổ đau là danh chế định. Nhưng mà kham nhẫn là một hành động tu tập, vân tu. Mà nếu mình đó, miên mật chú ý tới những hiện tượng xảy ra nơi thân, nơi tâm, thì nó dẫn tới cái phát sinh được trí tuệ. Kham nhẫn mà dẫn tới trí tuệ thì biết rất rõ thiện pháp, bất thiện pháp mà không dính mắc, thì là xong việc. Cho nên kham nhẫn, Đức Thế Tôn dạy cho Ngài La Hầu La, Đức Thế Tôn nói: này con hãy tu cái pháp kham nhẫn như đất, tâm con phải như đất. Tức là ta đạp lên đầu cũng không có buồn phiền, ta vắt đồ dơ xuống cũng không buồn phiền. Mà tâm của đất lúc nào cũng nuôi dưỡng cây cỏ, tức là cái tâm từ. Đối với chúng sinh có mắng chửi mình vẫn hoan hỷ. Thứ nhất mình hoan hỷ vì sao? Vì mình được trả nghiệp. Thứ nhì hoan hỷ vì sao? Vì nó vô minh, nó không biết, nó nói bậy, mai mốt nó trả cái quả. Thôi á, dỗ ngọt đó cho nó đừng có làm ác. Là tăng trưởng đạo hạnh, tăng trưởng sự nhận biết, tăng trưởng cái sự chịu đựng. Nó càng kham nhẫn bao nhiêu thì lại càng giỏi kham nhẫn hơn bấy nhiêu. Cho tới một lúc nào đó không còn thấy nhân ngã nữa, tự nhiên ta buông thôi. Tại vì nó đã kham nhẫn tới cái mức đó rồi, cao hơn nữa, nó thấy không người không ta thì có chỗ nào kham nhẫn nữa. Cho nên ở trong Đại Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ mới nói: kham nhẫn mà như không kham nhẫn. Tại vì nó đã tới cái tuyệt đỉnh của nó rồi, nó không có còn cái gì để phiền não. Làm sao để được cái điều kiện đó? Lúc nào mà suy tư các pháp vô duyên sanh, duyên diệt, các pháp diệt, rồi xong, không phải lo lắng phiền não nữa. Nó là duyên mà, như bóng trăng dưới đáy nước, mình nhìn thấy vậy thôi, chứ mình thò tay xuống mình đâu có vớt được bóng trăng. Phiền não nó cũng thế, phiền não nó không thật. Nếu phiền não thật thì nó phải ở đó mãi chứ. Như cái ly này, cái chén này là nó có. Nếu nó thiệt thì nó nằm đó hoài, chứ tại sao mà có lúc có lúc không. Chẳng qua mình vô minh, mình chấp thủ, mình dính mắc vào trong các cái cảm xúc của nội thân, mình phản ứng cho nên mình đau khổ. Đấy, cho nên chỉ cần nhận biết các phản ứng trong thân và tâm. Đấy, chống lại những sự cảm xúc do chính mình thọ nhận. Đấy, không thọ nhận thì là chấm dứt, không còn tham ái. Rồi quý vị có câu hỏi gì không? Bài khó khô khan, phải không? Mai sẽ giải thích rõ ràng hơn nữa. Đạo tràng này ưa thích nghe kể chuyện, nên lâu lâu không kể chuyện cứ thấy là khó nghe rồi đó. Rồi anh Châu hồi hướng dùm. Xà thú. Thành kính tri ân tất cả chư vị, tri ân tất cả chư tôn đức.